Đây là cái wifi thứ ba mọi người nhé. Chúng ta cùng test thử xem cái tốc độ nó sẽ là bao nhiêu. Trên 40 m nó sẽ là đúng bằng cái cước mà cam kết của băng thông Viettel. Bởi vì gói cước của khách hàng là gói 30 m mà. Thì độ tầm 4 mấy là được. Wi-Fi thứ ba đây 50 mấy mốt này. 11. Đây chúng ta bắt đầu kéo từ đây. Cái wifi phụ này thì cách có độ tầm 50 mét. Nhà khách thì đã có hai cái wifi rồi. Một cái wifi chính và một cái wifi phụ. Ờ dạ. Nhà thứ ba nhé. Rồi. Có một nhà ở giữa. Bây giờ sẽ ném qua cái nhà bên này. Bây giờ em hay dùng cái sợi dây đen này. Sợi dây đen này thì nó khá là bền. Cái mô hình của cái mạng LAN này thì nó có hai loại. Thứ nhất là LAN quang và là LAN thường. Nếu mà là LAN thường ấy thì sẽ sử dụng đến cái dây như em đang kéo đây này. Sử dụng sẽ mình sẽ bấm hai cái đầu xong rồi cắm từ cái wifi chính sang wifi phụ thôi. Còn có cách thứ hai nữa là chúng ta sẽ sử dụng LAN quang. Cái LAN quang này thì chúng ta sẽ sử dụng đến là một cái bộ chuyển đổi tín hiệu quang và dây cáp quang. Ui giời. Thì cái ưu điểm nhược điểm ấy thì cáp quang thì nó cái chi phí của nó là cao hơn so với LAN thường, bởi vì mình sẽ phải mua thêm cái bộ chuyển đổi tín hiệu quang. Và cái ưu điểm lớn nhất của nó sẽ là tín hiệu cực ngon. Đấy, và nó có thể kéo đi rất là xa. Trên cái bộ chuyển đổi này thì nó là 25 km thôi. Còn cái LAN thường nó chỉ khoảng độ tầm dưới 200 m. Dưới 200 m là loại dây xịn cơ. Có đang lên máy chưa? Ờ, có kim anh này. Gỗ này. Trèo lên mái thang này. Nguy hiểm phết. Thang một cái tre. Đây cái wifi phụ ở bên, à wifi chính ở bên này. Cái hộp mấy mét? Anh sự yếu ấm cho em đó. Một hai ba bốn năm sáu bảy mét nữa. Ờ, khi em chốt lên đi nữa.
Vâng đây này. Rồi. Check the mic and make sure it sound right, boys. Dây nên nó bên hơn ạ. Con cái dây thẳng như nó có án bên rồi. Chắc là cái màn này chứ tôi là nặng ép nó. Nó phát xa hơn thôi anh. Nó phát xa hơn á. Sound right, boy. TV đây anh. Thế nó mất rồi. Ồ, nó có khó 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 khó
Ô ngơ cả số điện thoại ra đọc chốt đó. Anh bấm sao 101 âm ờ. Thăng à? 101 thăng vâng. Bấm gọi đi đã. Có nghe. Khung cân nào. Khung 3 khẩu cân nông. Rồi. Khung 3 khẩu tâm. Rồi. 9 khẩu khẩu. 4 khung 1. Khung 3 khẩu khẩu rồi. Khung 3 khẩu tâm. Khung 3 rồi. Khẩu tâm. 9 khẩu khẩu. Rồi. 4 khẩu 1. Toàn tin nhắn anh ấy. 7 khẩu 4. Ấy, à đúng à? Cho em anh được thấy không? Đây là điện thoại miễn phí từ tổng đài của Việt Nam. 7604. Ai? Bao cái FPT Play này ha. Nên ta phải nhớ dùng cái chứ. Nhưng chỉ có những loài thực vật, loại vật chất phát sáng đặc biệt là chất hình quang và chất xúc tác hình quang mới có thể phát sáng thôi nha. Check the mic and make sure it sound right, boys. Sound right, boys.